Their names are Tuấn and Linh, twins. When we first met them, they were 8 weeks old and they were in very poor health. They were severely malnourished and it was very serious situation. Their father came to us very worried and explained what was happening. Là nói chung là khi mẹ cháu là không là về đây được là 3 hôm, còn mẹ cháu là bỏ đi. Thì mình mới xuống thì gặp trước mắt gặp là we knew we had to get involved or the twin could not survive. We provide milk and taught the father how to care for them properly. Thì nếu mà không có sự mà là hỗ trợ đó thì chắc con mình là không đến được ngày hôm nay. Đó, thì nói thực tế đó thì cũng tới cái chuyện giúp đỡ sữa cho cháu thì cháu cũng đến ngày là hôm nay nó trưởng thành là cũng vì đó. When they got older and it was time for them to start school, we worked with our donor to find education sponsorship for them. They are such smart boys, but education in Vietnam is not free. It costs us $360 per school year for each child, and their father cannot afford for this expense. Anh nói thì như là ví dụ như là trên trường có tiết học chi thì cháu về cháu cũng nói là khác biệt là đứa thì coi như biết ngay, còn đứa là hơi bị lì lợi, lì là coi như gon là khâu. Giờ cô giáo ở trường là cô Bình là cô giáo chủ nhiệm của con, cô Bình dạ rất nhiều mong. Cũng có chứ, tại vì thơ thì đó cũng theo cái nội dung nã là có trình bày dung đó thì cũng mang dưới đó thì cũng giờ trời cháu thì hạt mình còn ăn lớn cũng đúng đó thì cũng nhờ không có giúp kia thì cũng là giúp đỡ thêm tinh thần là cháu bóng trú.